Thúy Diễm và Lương Thế Thành định có con trong năm nay. Nữ diễn viên và ông xã đều rất thích trẻ con, nhưng cho rằng con cái là duyên trời cho. Đám cưới của anh chị được truyền thông và đồng nghiệp ủng hộ hết mức. Giờ nhớ lại chị ấn tượng nhất điều gì? Đám cưới dù đã diễn ra cách đây gần một năm, nhưng khi nghĩ lại tôi vẫn nhớ như in cảm giác rất vui và hạnh phúc. Bởi không ngờ mình được rất nhiều anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Hôm đó Facebook ngập tràn lời chúc đến nỗi tôi không kịp xem và trả lời từng tấm chân tình ấy. Đám cưới của chúng tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ của mọi người, từ nhà hàng tiệc cưới đến những người bạn thân thiết. Tôi vẫn nhớ anh Simon Tứ đã dành nhiều thời gian để lo từng bó hoa tươi, trang trí giúp bữa tiệc chu đáo. Tôi cảm thấy rất trọn vẹn, lộng lẫy, dù đám cưới của mình không quá xa hoa, đó thực sự là một kỷ niệm không thể quên trong đời. Gần một năm sau ngày cưới, chị thấy cuộc sống hôn nhân như thế nào? Trước khi kết hôn, tôi hay nghe người ta nói hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. Sau một năm, tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều, thấy mình có được nhiều thứ hơn là mất đi. Tất nhiên không phải cuộc sống lúc nào cũng màu hồng hết, đôi khi có chỗ này chỗ kia không vừa ý. Nhưng đổi lại tôi có người thân yêu bên cạnh, chia sẻ những buồn vui, những khó khăn. Ông xã luôn ở bên, tiếp sức cho tôi đi, giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều và có mục tiêu phấn đấu. Sau khi kết hôn, nghệ sĩ sợ nhất là sẽ bị mất fan, chị thì sao? Trước khi cưới tôi hay bị hăm rằng, làm nghệ sĩ sau khi kết hôn xong sẽ bị mất dần lượng fan ủng hộ, công việc sẽ không còn tốt như trước nữa. Rồi bị hạn chế vai diễn, ai cũng nói nghệ sĩ có chồng mất hot hơn. Nhưng đối với tôi, sau một năm vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả, công việc cũng rất thuận lợi. Thậm chí khán giả không chỉ ủng hộ một mình tôi mà còn ủng hộ cả chồng tôi nữa. Từ khi làm đám cưới, tình cảm của hai vợ chồng chị có gì khác trước kia? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm hai vợ chồng sẽ bị giảm bớt đi sau đám cưới, mà ngày càng mặn nồng và có thêm nhiều thứ nữa. Chúng tôi dự định năm nay sẽ có con vì cả hai đều thích con nít. Nhưng con cái là duyên trời cho, chúng tôi cũng không quá áp lực mà tự nhủ khi nào có là mình đón nhận. Hiện tại, cả hai lo kiếm nhiều tiền, gây dựng sự nghiệp vững chắc để chăm lo cho gia đình. Anh và chị đều là diễn viên, lịch đóng phim rất bận rộn, làm thế nào để dung hòa công việc và chăm lo cho cuộc sống chung. Công việc của chúng tôi không cố định, lịch quay lại thường xuyên chiếm hết quỹ thời gian nên nhiều khi cả hai đi quay về nhà rất dễ, thậm chí không gặp nhau. Vì thế những ngày kỷ niệm hay ngày lễ, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để hai vợ chồng có thời gian đi du lịch, như vậy sẽ ở bên nhau nhiều hơn. Khi còn trẻ chúng tôi có thể dành hết tâm sức cho công việc, nhưng chắc chắn không bao giờ quên mất mình là người có gia đình. Khi rảnh là cả hai dành hết thời gian cho nhau và chúng tôi trân quý từng giây phút đó. Ngọc Trinh khoe vẻ đẹp năng động, tươi vui hết cỡ trên đường phố Paris. Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong năm mới để Ngọc Trinh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống sau những ồn ào vừa qua. Mới đây, Ngọc Trinh đã lên đường trong chuyến du lịch tới Paris cùng bạn bè. Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong năm mới của Ngọc Trinh để cô lấy lại thăng bằng sau những ồn ào xảy ra. Đồng hành cùng Ngọc Trinh trong chuyến đi này còn có những người bạn thân thiết như người mẫu Quỳnh Thư, Vũ Khắc Tiệp, Á hậu Miss Áo Dài 2016 Minh Phương, nhà thiết kế Đỗ Long. Ngọc Trinh chọn phong cách năng động xuất hiện trên đường phố Paris với áo thun đỏ cùng áo khoác Demin, quần jean và sneaker trắng. Điểm nhấn là chiếc túi Prinkin từ chất liệu da cá sấu cao cấp có giá lên đến 1,5 tỷ đồng. Ngọc Trinh vui vẻ tạo dáng bên Vũ Khắc Tiệp. Được biết, ngoài việc du lịch, Ngọc Trinh và Khắc Tiệp còn chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức đêm hội chân dài 11 dự kiến sẽ tổ chức tại châu Âu vào giữa năm nay. Ông trùm chân dài thể hiện phong cách thời trang ngày càng sành điệu. Quỳnh Thư cũng chọn phong cách hợp tông với Ngọc Trinh. Á hậu Miss Áo Dài 2016 Minh Phương cũng dịu dàng không kém. Hội bạn thân của Ngọc Trinh cùng tạo dáng trên đường phố Paris khiến ai cũng ngắm nhìn. Ngọc Lan phim Kiều Nữ và Đại Gia bây giờ ra sao? Sau những giọt nước mắt không vui, giờ đây Ngọc Lan đã có một cuộc sống mới, đầy đủ và hạnh phúc. Ngọc Lan được biết đến nhiều sau vai diễn Kiều Nữ trong phim Kiều Nữ và Đại Gia. Thuở ấy, cô được mời vào phim chỉ đơn giản là vì người giỏi bận hết rồi, không tìm được ai khác nên người ta mới mời cô. Ấy mà cô gái trẻ với lối diễn xuất tự nhiên và rất đời đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Có thể so với hai người bạn diễn ngày ấy, Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Thùy Lâm, tên tuổi của cô ở thời điểm hiện tại không thể sánh bằng,
nhưng Ngọc Lan lại gặt hái được khá nhiều thành tựu khi quyết định theo nghiệp diễn. Sau Kiều Nữ và Đại Gia, cô tiếp tục với rất nhiều vai diễn khác trong Cổng Mặt Trời, Mặn Hơn Muối, vai diễn nào của người đẹp cũng để lại ấn tượng đậm nét. Thậm chí vì yêu Ngọc Lan quá, có phim cô chỉ tham gia một vai như Thuyền Giấy, giới chuyên môn đã trao cho cô đến 3 giải thưởng gồm diễn viên chính được yêu thích nhất tại HTV Award 2014, nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình 2013, nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc của Cánh Diều Vàng. Tham gia khá nhiều phim, nhưng Ngọc Lan lại bị mang tiếng là kiêu chảnh. Điều này cũng được chính người đẹp xác nhận. Ngọc Lan tâm sự, cô là người không được qua trường lớp đào tạo, những gì có được ngày hôm nay đều do nỗ lực mà thành. Ngày mới chập chững vào nghề, người ta cũng gạ cô đánh đổi, nhưng nhờ có ba trên phù hộ, cô chọn được lối đi đúng đắn. Từ đó người ta mặc định, con Lan khó dụ lắm, riết thành quen, thế nên ai chọn làm việc với Ngọc Lan cũng lấy tinh thần đó mà hợp tác. Sống lâu bên lão làng, Ngọc Lan tự ý thức được công sức và năng lực của mình đặt vào một vai diễn. Thế nên, không bao giờ có chuyện cô bị ép giá cắt xê hay than vãn về thu nhập không đủ nuôi sống bản thân. Sau nhiều năm cần mẫn với nghề, cô đã có nhà riêng xế xịn và một kho những vai diễn đáng để những diễn viên khác phải học hỏi và ghen tị. Trong ba cái tên nổi lên từ bộ phim Kiều Nữ và Đại Gia ngày ấy, Ngọc Lan là người duy nhất theo nghề diễn đến tận bây giờ. Xinh đẹp, gợi cảm, nhưng Ngọc Lan không kén vai diễn. Vai nào có đức, có nhiều cơ hội để thể hiện mình, cô nhận lời ngay. Nói về diễn xuất của mình, Ngọc Lan chia sẻ, cô bị ảnh hưởng bởi ba nghệ sĩ Ái Như, Thanh Thủy và Hồng Ánh. Từ thích, cô để ý cách họ diễn xuất rồi học theo lúc nào không hay. Có thể nói với nghề này, Ngọc Lan đã đi lên từ con số 0 tròn trĩnh, vì cô không được đào tạo qua trường lớp như người ta. Nhưng nhờ sự chăm chỉ và lối diễn xuất tự nhiên, người đẹp đã gặt hái được rất nhiều thành công. Biết mình ở vị trí nào, Ngọc Lan luôn đưa ra mức cát xê xứng đáng cho những gì bản thân bỏ ra. Thế nên, cô chẳng bao giờ than vãn về chuyện không thể sống được bằng nghề. Ngược lại, người đẹp còn sống khá tốt. Đường nghề là vậy, còn đường tình của Ngọc Lan lại gặp khá nhiều trắc trở. Ấy nhưng mà, đó là điều công chúng tự nói với nhau. Còn Ngọc Lan, dù bước qua nhiều đổ vỡ và đám cưới hụt, cô vẫn cho rằng đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Đã có rất nhiều cái tên nổi tiếng từng gắn bó với cô, xuất hiện với Ngọc Lan như hình với bóng, để rồi sau đó, sự chia tay lại đến một cách chóng vánh. Vì giận, có khi Ngọc Lan còn bỏ về giữa chừng vì trót gặp mặt tình cũ tại một chương trình nọ. Nhưng sau tất cả, cô chợt nhận ra, người bạn, người anh, người vẫn luôn là bờ vai để cô tựa vào, mỗi khi đổ vỡ là người quan tâm cô nhất. Người đó không ai khác chính là diễn viên Thanh Bình. Những ngày đầu hẹn hò, Ngọc Lan còn giấu giếm, phải mất một thời gian bị người hâm mộ thuyết phục, cô mới quyết định công khai. Vì làm bạn đã lâu, quá hiểu nhau nên sau một thời gian đưa đón, cả hai quyết định về chung một nhà. Sau đám cưới, họ nhanh chóng chia sẻ tin vui về thành viên thứ ba trong gia đình với công chúng. Những ngày trong thai kỳ, Ngọc Lan luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ chồng. Vài tháng trước ngày sinh, cô sang Mỹ cùng gia đình. Hiện tại bé Phôi, sợi dây gắn kết tình yêu giữa họ đã ra đời. Ngọc Lan chia sẻ, cô đã khóc suốt một tuần, sau lần nhìn thấy con, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Ngô Thanh Vân giàu có đến mức nào trong làng giải trí? Dù là một đại gia thứ thiệt của showbiz, nhưng Ngô Thanh Vân hiếm khi chia sẻ về bất kỳ tài sản nào của mình, từ bộ đầm, túi xách hay đôi giày. Ngô Thanh Vân là một trong những mỹ nhân tài năng, nổi bật với cá tính mạnh mẽ. Công chúng biết đến cô với vai trò ca sĩ, người mẫu, diễn viên và một doanh nhân thành đạt. Ở tuổi 38, mỹ nhân gốc Trà Vinh đã tự làm đại gia của chính mình khi sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Tháng 8 2009, Ngô Thanh Vân cùng một vài người bạn của mình đã thành lập một công ty giải trí riêng do cô đứng đầu. Thành công rõ rệt nhất của bà bầu chính là lăng xê thành công nhóm nhạc thần tượng 365, sản xuất bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể với doanh thu khoảng gần 60 tỷ. Đã nữ màn ảnh Việt đi lại bằng chiếc siêu xe Bentley đời 2009 có giá tới 8 tỷ đồng. Ngô Thanh Vân đang sống trong căn biệt thự triệu đô gần nhà Tăng Thanh Hà ở quận 2. Đã nữ cho biết cô đã mất gần một năm để trang hoàng cho ngôi nhà của mình.
Dù không có nhiều không gian rộng, nhưng những vật dụng trong nhà do đích thân cô chủ chọn theo sở thích của mình được bày trí khá tinh tế để mang lại sự ấm cúng cho ngôi nhà. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn sở hữu kho đồ hiệu hành tráng từ quần áo, túi xách, giày dép, nhưng cô ít khi hé lộ giá trị của từng món đồ. Chiếc đồng hồ có giá 1,1 tỷ đồng là vật bất ly thân của nữ diễn viên. Ngô Thanh Vân từng đeo một chiếc khác có giá gần 1 tỷ đồng. Chiếc đồng hồ của thương hiệu đến từ Thụy Sĩ có giá 800 triệu đồng. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay của cô có giá trị khoảng 230 triệu đồng. Đồ nổi tiếng giúp Ngô Thanh Vân đắc show sự kiện và quảng cáo. Cô cũng thường xuyên được các đạo diễn nước ngoài mời tham gia phim với các cát xê khủng.